Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ơn sùng Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Anh chị em thân mến trong Chúa Kitô, đặc biệt anh chị em vì lý do sức khỏe hay nhiều lý do khác không thể trực tiếp để đến cùng với cộng đồng dân Chúa dân thánh lễ trong ngày Chủ nhật thứ ba mùa giọng, ngày Chủ nhật mà chúng ta theo truyền thống lâu đời của phụng vụ Kitô giáo, Chủ nhật vui mừng và đôi khi cũng gọi là Chủ nhật màu hồng, bởi vì trong thời gian mùa giọng màu chính của phụng vụ là màu tím, màu chờ đợi trong thinh lặng, trong thống hối việc Chúa đến với chúng ta để cứu thoát chúng ta trong lần thứ nhất của lịch sử, trong bản tính con người, và cũng để chờ đợi Chúa đến lần thứ hai để chính thức giải thoát chúng ta khỏi mọi hệ lụy của tà thần, của tội lỗi và tử thần. Bởi vì Chúa đến gần cho nên chúng ta có lý do để vui mừng, chẳng những là niềm vui một cách hời hợt chóng qua bên ngoài, mà đó là niềm vui sâu thẳm của lòng tri ân của những người tín hữu biết rằng Chúa không bao giờ quên, Chúa không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Chúa luôn giữ lời hứa cứu độ, mặc dù để giữ lời hứa đó, Chúa đã phải hy sinh chính người con yêu dấu của Chúa là Chúa Giêsu Kitô để đánh đổi cho chúng ta ơn tự do của con cái Chúa, ơn được làm nghĩa tử của Thiên Chúa. Chúng ta tràn trề hy vọng và có lý do để vui mừng dù giữa lúc chúng ta phải chật vật để lo cho làm sao cuộc sống của gia đình, cuộc sống của bản thân, cuộc sống của xã hội, của đất nước và của nhân loại này được đầy đủ những điều kiện tốt nhất để chúng ta sống xứng đáng phẩm giá của con người. Chúng ta luôn luôn hy vọng, và đó chính là lý do mà cũng ở trong thư của Thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Roma, chúng ta được cứu sống là luôn nhờ có hy vọng. Càng lý do đó mạnh mẽ hơn khi sắp sửa chúng ta chuẩn bị đón mừng ngày đại lễ Chúa Giáng sinh đang đến gần. Và trong thánh lễ này, chúng ta sẽ cầu nguyện thứ nhất là theo ý của Đức Thánh Cha Francisco cho hòa bình thế giới, hòa bình giữa các dân tộc đang có mâu thuẫn, đang có xích mích và đang có những cái xung đột, chiến tranh bạo lực. Chúng ta cũng cầu cho tất cả những nạn nhân của bất công, nạn nhân của những cái tham vọng điên cuồng của những con người đã bán linh hồn cho tà thần, đã trở thành công cụ hết sức là mẫn cán cho những cái thế lực ác tà. Chúng ta cầu nguyện cho hội thánh của Chúa luôn được mạnh mẽ để trở thành cái khí cụ bình an, để trở thành cái người công bố ơn yêu thương tha thứ của Chúa. Và chúng ta cũng cầu nguyện cho mỗi người chúng ta nữa luôn luôn làm gương sáng, luôn luôn là muối là men, luôn luôn là một thánh Gioan tiền hô thứ hai để công bố tin mừng của Chúa đến và chuẩn bị tin mừng đó sửa một con đường cho thẳng để Chúa đi qua, khi chúng ta dứt khoát nói không với mọi cái hình thức bất công, mọi hình thức tội lỗi, hận thù, ghen ghét, dọn một con đường cho Chúa đến trước hết ngay ở trong tâm hồn của mỗi người chúng ta, trong gia đình của chúng ta, trong xã hội của chúng ta. Với tất cả những ý, tất cả những cái tâm nguyện thiết tha đó, chúng ta thành tâm thống hối xin Chúa tha thứ để chúng ta xứng đáng dâng thánh lễ. Chúa ở cùng anh chị em. Và
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Có một người được Thiên Chúa sai đến tên là Gioan. Ông đến để làm chứng và làm chứng về ánh sáng để mọi người nhờ ông mà tin. Ông không phải là ánh sáng nhưng ông đến để làm chứng về ánh sáng và đây là lời chứng của ông Gioan. Khi người Do Thái từ Jerusalem cử một số tư tế và mấy thầy Lê Vi đến hỏi ông là ai? Ông tuyên bố thẳng thắn, ông tuyên bố rằng tôi không phải là Đấng Kitô. Họ lại hỏi ông, vậy thì thế nào? Ông có phải là ông Elia không? Ông nói không phải. Ông có phải là vị ngôn sứ chăng? Ông đáp không. Họ liền nói với ông, thế ông là ai để chúng tôi còn trả lời cho những người đã cử chúng tôi đến? Ông nói gì về chính ông? Ông nói, tôi là tiếng người hô trong hoang địa, hãy sửa đường cho thẳng để Đức Chúa đi, như ngôn sứ Isaiah đã nói. Trong nhóm được cử đi, có mấy người thuộc phái Pharisêu, họ hỏi ông, vậy tại sao ông làm phép rửa nếu ông không phải là Đấng Kitô, cũng không phải là ông Elia hay vị ngôn sứ? Ông Gioan trả lời, tôi đi làm phép rửa trong nước, nhưng có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết. Người sẽ đến sau tôi, và tôi không đáng cởi quai dép cho người. Các việc đó đã xảy ra tại Bethania, bên kia sông Giô-đan, nơi ông Gioan làm phép rửa. Đó là lời Chúa. Anh chị em thân mến, trong Chúa Kitô chúng ta thấy có một cái điều phù hợp hết sức là kỳ diệu. Nếu đó không phải là quyền năng của Đức Chúa Trời thì không có bất kỳ một trí tuệ nào, có bất kỳ một cái tài năng nào của con người có thể thay thế được. Đó là trong một cái khoảng cách rất nhiều thế hệ, rất nhiều thế kỷ, từ khi ngôn sứ Isaiah được Chúa sai đến, trong một loạt những hiền nhân, trong một loạt những vị phát ngôn của Thiên Chúa để nhắc cho nhân loại, e rằng họ quên vì cái thời gian nó quá dài, họ quên vì bao nhiêu cái thăng trầm của lịch sử, họ quên vì bao nhiêu cái hoạt động hết sức là ác liệt của thế lực Satan, của thế lực cái thế gian thù nghịch với Thiên Chúa này. Đó là lời hứa Thiên Chúa sẽ sai một vị cứu thế. Từ trong chương 3 của sách Sáng Thế, ngay sau khi tổ tông loài người sai phạm, thì Chúa đã vì lòng thương xót vô biên vô tận hứa như thế này: ta đặt mối thù giữa mi, Chúa hướng về con rắn là biểu tượng của tà thần, và người phụ nữ lúc bây giờ là bà tổ mẫu Eva vừa mới phạm tội. Giữa những cái hậu duệ của ngươi là thế lực của cái trần gian đã bị cái ảnh hưởng của ác tà lôi kéo trở thành công cụ của ác tà, và hậu duệ của người nữ lúc bây giờ thì đã ám chỉ những người được sinh ra trong cơ chế mới, trong hội thánh mà Chúa Giêsu sẽ thành lập sau này nhờ sức mạnh của bí tích tái sinh, của bí tích thánh tẩy, như Chúa Giêsu nói phải sinh lại bằng nước và thánh thần thì mới có thể được tiếp nhận vào trong vương quốc của Thiên Chúa. Và tiếp thì Chúa còn nói
một cái lời chúng ta vẫn thường được các tác giả Thánh Kinh cho rằng lời hứa tin mừng, lời tuyên xưng ơn cứu độ của tin mừng, người miêu duệ của người nữ sẽ đạp nát đầu mi, còn mi thì chỉ rình cắn vào gót chân của vị ấy. Nhiều thế hệ sau, trong khi cả nhân loại gần như quên đi lời cứu độ đầy thương yêu nhân từ của Thiên Chúa, thì Thiên Chúa một mực giữ đúng giờ, giữ đúng tất cả mọi cái khung cảnh đã chuẩn bị. Và chúng ta đã biết Chúa cứu thế đã giáng trần, theo như lời Thánh Tông đồ Phaolô, trở nên giống chúng ta là người phàm, trở nên giống chúng ta là những kẻ hết sức yếu đuối, đã một lần thua ngã dưới cái âm mưu thâm độc của tà thần. Nhưng đấng cứu thế đó mặc dù hoàn toàn nhận lấy tất cả những cái yếu đuối của chúng ta, nhưng không bao giờ Ngài thua ngã vì âm mưu của ác tà. Ngài hoàn toàn là đấng vô tội, Ngài hoàn toàn là đấng thoát khỏi mọi cái thế lực của ác tà. Đó là lý do mà chúng ta vui mừng, bởi vì chúng ta cũng lời Thánh Phaolô có một vị cứu thế không xa lạ với những cái yếu đuối, với những cái kinh nghiệm đau đớn ngã thua của chúng ta. Cho nên Ngài đứng hẳn về phía chúng ta để binh vực cho chúng ta, để che chở cho chúng ta, và để tiếp tục xin Chúa Cha thương xót chúng ta từng giây phút trên hành trình chúng ta vượt qua mọi cái hiểm nguy, mọi cái cản trở, mọi cái cạm bẫy của tà thần, để dứt khoát chúng ta sẽ tìm về bến bình an, tìm về ơn cứu độ trọn vẹn, để trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô. Lý do đó khiến chúng ta luôn vui mừng. Vì vậy mà hôm nay bài hát nhập lễ đã hòa lại lời thư của Thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Philippe. Chúng ta phải vui luôn, bởi vì với tính cách Kitô hữu, chúng ta luôn luôn có niềm hy vọng được giải thoát. Chúng ta không như những người thiếu đức tin vào Chúa Kitô. Chúng ta không bao giờ để cho đau khổ, không bao giờ để cho cái thế lực của ác tà nó dập tắt niềm vui của chúng ta. Niềm vui này, bởi vì là niềm vui nó xuất phát từ sâu thẳm trong tâm hồn của những người đã được đổi mới, đã được trở thành thụ tạo mới qua ơn cứu sống nhờ cuộc thương khó tử nạn và phục sinh của Chúa Giêsu Kitô, và đặc biệt qua bí tích thánh tẩy, để chúng ta được trở thành những cái nhân tố mới cho cái cuộc tạo thành mới, rồi hằng được nuôi dưỡng bằng chính lời của Chúa là hằng sống của Chúa, lại được nuôi dưỡng bằng chính mình và máu của Chúa Kitô nữa. Với nội lực như vậy, rõ ràng chúng ta được giải thoát, được cứu sống và nối tiếp cái sứ vụ của Chúa Giêsu Kitô, như chúng ta nghe đọc ở trong bài Tin Mừng và trong bài sách của ngôn sứ Isaiah. Khi đến trần gian, khi khai mạc cái sứ vụ của Chúa giảng tin mừng, Giêsu đã đọc lại cái lời hiệu triệu hết sức mạnh mẽ đó, lời hiệu triệu đầy uy lực đó. Chúa nói, Chúa sống và Chúa làm việc, Chúa lên đường và Chúa thi hành sứ vụ công bố tin mừng dưới sức mạnh của Thánh Thần Thiên Chúa, dưới sức mạnh của dầu thánh, mà trong đó Chúa Thánh Thần luôn ở cùng với Chúa Kitô, ở cùng với tất cả những lời Chúa nói. Lời Chúa nói có cái cân sức của Thánh Thần, lời Chúa nói có cái sức giải thoát của chân lý,
không để cho cái bóng tối của ác tà, của sai lầm lấn át. Và đặc biệt là Chúa giải thoát tất cả những cái nạn nhân của tà thần, từ người đầu tiên cho đến người cuối cùng của cái thế giới này, để cho họ thấy được tình thương của Chúa, không còn bị mù quáng, đuôi mù trước những cái thế lực, những cái cám dỗ do vật chất, do tiền bạc, do quyền lực nữa. Và họ trở thành cái người hoàn toàn tự do, không còn bị giam cầm trong những cái thành kiến, những cái hận thù, những cái sai lầm nó đã chồng chất từ nhiều thế kỷ, từ nhiều thế hệ. Họ hoàn toàn được trở nên con cái của tự do, con cái của ánh sáng. Và họ tiếp tục sử dụng, công bố hồng ân giải thoát của Thiên Chúa cho nhân loại, dù là họ cũng phải chịu bao nhiêu cái hệ lụy của người dám nói thật. Lời thật thì mất lòng, tiếp tục cái đau khổ, tiếp tục cái số phận của hàng loạt các vị ngôn sứ đã chịu đau khổ, đã chịu loại trừ, đã chịu đối xử phân biệt vì nói lời chân thật của Thiên Chúa. Chúa đặt lời của Chúa vào miệng của các vị, các vị không được phép biên tập, không thêm không bớt. Và trên hết và trước hết, chính Chúa Giêsu là ngôn sứ bậc nhất, là người phát ngôn chân thực và đầy uy lực, cũng như là đầy uy tín bậc nhất của Thiên Chúa, đã nói lời chân lý để giải thoát nhân loại khỏi mọi cái hình thức dối trá. Thì Kitô hữu cũng sẽ tiếp tục trở thành các ngôn sứ, trở thành Chúa Kitô, Chúa Kitô hiện thân ở trong từng anh chị em Kitô hữu chúng ta. Chúng ta có đầy đủ tư cách, có đầy đủ cái uy tín, có đầy đủ cái ủy thác của Thiên Chúa, sứ vụ cái linh của Thiên Chúa trao cho mỗi Kitô hữu chúng ta, để đặc biệt trong cái thế giới đầy dối trá, đầy những cái lừa đảo, đi những cái mạo danh, kể cả mạo danh Chúa Kitô, vì đó là cái dấu hiệu của thời cuối cùng, khi có nhiều kẻ tự xưng mình là đấng giải thoát nhân loại. Họ dùng những cái thế lực của tiền bạc, họ dùng cái thế lực của chính trị, họ dùng cái thế lực của quân sự, của những cái thứ khí giới hủy diệt hàng loạt, và của những cái lạm dụng khoa học để họ đe dọa, họ bắt cái nhân loại này phải quỳ gối, phải cúi đầu để tuyên xưng họ là Đức Chúa Trời. Không, Kitô hữu dứt khoát vâng theo lời dạy của Chúa Giêsu và gương sáng của Chúa Giêsu, dõng dạc ngẩng cao đầu và nói: chúng ta chỉ phải thờ phượng một Thiên Chúa chân thật. Thiên Chúa đã được giới thiệu, đã được truyền giảng và minh họa do Chúa Giêsu Kitô. Bất chấp mọi đe dọa, bất chấp mọi cái thủ đoạn khủng bố hay là trả thù của cái thế lực ác tà này. Và đó chính là lý do vì sao mà ngày Chúa Nhật thứ ba mùa giậm này, chúng ta có quyền để đáp lời kêu gọi của Hội Thánh, vui mừng lên bởi vì Chúa đến gần rồi, bởi vì cái hậu thuẫn, bởi vì cái sức mạnh chống lưng cho chúng ta trong cái cuộc chiến một mất một còn này, giữa thiện và ác, giữa con cái Thiên Chúa, giữa con cái ánh sáng và con cái của bóng tối, con cái của lừa đảo, con cái của ác tà. Sắp đến hồi kết cục rồi, chúng ta vững mạnh và chúng ta luôn luôn tin tưởng tuyệt đối có Chúa Kitô cầm sói kỳ tiến đi trước. Và Chúa sau ngày phục sinh đã dõng dạc tuyên bố: chúng con đừng sợ, vì ta đã thắng thế gian này. Chúng ta càng có lý do để vui mừng, cái niềm vui mừng mà Chúa Giêsu cũng đó không ai cướp đi được, không ai lấy mất của chúng ta. Vì đó là vui mừng, nó xuất phát từ nội tâm, nó xuất phát từ cái niềm tự hào của những người
đã được Chúa Kitô giải thoát hoàn toàn khỏi tội lỗi, khỏi tà thần và khỏi tử thần. Chúng ta sống, chúng ta sống và chúng ta mạnh mẽ, mặc dù chúng ta hãy còn là nạn nhân của các cái thế lực ác tà. Chúng ta sống là sống trong Chúa. Thánh Phaolô cũng nói: tôi sống nhưng không còn phải là tôi sống, mà Chúa Kitô sống trong tôi. Chúng ta sống trong sức mạnh của Chúa Kitô, trong sức sống bất diệt của Chúa Kitô phục sinh. Và dù là yếu đuối nhưng chúng ta luôn luôn mạnh mẽ cũng ở trong sức mạnh của Chúa Kitô, trong lời của Chúa Kitô, trong hiện diện của Chúa Kitô, trong bí tích thánh thể, trong lời của Chúa, trong hội thánh, trong từng chi thể của hội thánh, trong từng cái hơi thở của cộng đoàn hội thánh, cộng đoàn Kitô hữu. Thưa anh chị em, với tất cả những cái lời dạy của Thánh Kinh, với tất cả những cái phụng vụ cao đẹp của hội thánh trong ngày Chủ nhật thứ ba mùa giậm này, chúng ta càng có lý do để vui mừng. Và vui mừng đây phải là vui mừng trong Chúa, vui mừng đặt nền tảng ở trên cái tình thương vô biên vô tận của Thiên Chúa trong Chúa Giêsu Kitô. Niềm vui này sẽ vững bền, niềm vui này sẽ trường tồn khi mà chúng ta biết rằng Chúa đang ở với chúng ta, Chúa đang thực hiện lời hứa sẽ sát cánh với chúng ta cho đến ngày Chúa trở lại lần thứ hai trong vinh quang. Trong những ngày đã gần đến ngày kỷ niệm Chúa Giáng sinh lần thứ nhất, chúng ta mau chóng, chúng ta hãy vội vã lên, chúng ta hãy gấp rút lên. Đừng trù trừ, đừng chần chừ, đừng có cân nhắc, đừng chậm trễ nữa, mà hãy cố gắng để thực hiện lời kêu gọi của Thánh Gioan Tiền Hô. Hãy dọn một con đường cho Chúa, một con đường thật thẳng, một con đường của cái người chính trực, con đường của những người Kitô hữu đã được hoàn toàn đổi mới, dương lên là sói kỳ của tin mừng, của yêu thương, của tha thứ, của tình người. Xóa tan đi tất cả mọi cái bóng tối của hận thù, của ích kỷ, của tham vọng bất chính. Và đặc biệt hãy sẵn sàng một cái con đường để Chúa đi vào trong cuộc đời của mỗi người chúng ta, để Chúa ở lại với chúng ta, để Chúa đi vào trong mái ấm của chúng ta và ở lại với gia đình của chúng ta, đi vào ở trong hội thánh của chúng ta, đi vào ở trong cái cộng đoàn Kitô hữu chúng ta, ở trong cả cái xã hội của chúng ta, trong quê hương đất nước của chúng ta. Tất cả những ý nghĩa đó chúng ta mạnh mẽ tin là sẽ khả thi, sẽ trở thành hiện thực khi chúng ta hoàn toàn đặt niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô, đấng đã chiến thắng tà thần, chiến thắng tội lỗi, chiến thắng tự thần, chiến thắng thế gian. Kính mời anh chị em cùng tuyên xưng đức tin.